Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của Tin Mới. Hạnh phúc của nhân dân chỉ trọn vẹn khi là công dân của một nước độc lập và có đời sống vật chất đầy đủ, có đời sống tinh thần lành mạnh. Nhân dân phải là người chủ thực thụ của đất nước và của quá trình phát triển. Mọi người đều có điều kiện để phát triển toàn diện hướng tới chân thiện mỹ. Ấy vậy mà ở nửa bên kia bán cầu của chúng ta, ngưng tiếng súng đang là chủ đề đang được tranh luận nhức nhối của các nhà lãnh đạo châu Phi trong những năm gần đây. Tình hình xung đột ở châu Phi đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Có thể thấy xung đột là thách thức lớn nhất của châu Phi hiện nay. Tiếng súng dường như vẫn chưa ngưng và cái nghèo vẫn còn đang đeo bám người dân châu lục này. Và Việt Nam chúng ta đã có những hành động ý nghĩa giúp đỡ các nước ở châu lục đen về của cải tinh thần và vật chất. Tuy nhiên, hầu hết những người đồng tình hưởng ứng và ca ngợi thì một phần cộng đồng mạng tỏ ra băn khoăn rằng tại sao trong tình hình xung đột bất ổn chính trị lớn như vậy mà Việt Nam lại không tặng vũ khí cho châu Phi giống như Nga hay Mỹ nhỉ? Hay Việt Nam có hẹp hòi? Để giải đáp những thắc mắc này, hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Sau nhiều năm mải mê tranh luận về cải cách phương thức hoạt động của Liên minh châu Phi, thúc đẩy liên kết kinh tế hay kế hoạch thành lập thị trường tự do, Hội nghị thượng đỉnh AU lần thứ 33, AU Summit 2021 vừa bế mạc tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với chủ đề Ngưng tiếng súng, tập trung vào giải quyết xung đột tại lục địa đen. Kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh các nước châu Phi AU Summit được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Durban của Nam Phi vào năm 2002 với chủ đề Hòa bình cho phát triển và thịnh vượng, thì cho đến nay tiếng súng dường như vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại và sự đói nghèo vẫn còn đang đeo bám người dân của châu lục này. Dường như các nhà lãnh đạo châu Phi cũng ngày càng nhận thức rõ ràng hơn rằng xung đột chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất gây nên các bất ổn khác của lục địa. Ông bà ta có câu, không có lửa thì làm sao có khói. Nguyên nhân những cuộc xung đột sắc tộc đụng độ giữa các dân tộc quốc gia châu Phi đó là thứ nhất. Nhưng nguyên nhân lịch sử đó là những mâu thuẫn tích tụ rất lâu từ hàng thập kỷ trước đây. Cũng có thể là những hận thù sâu xa từ xưa để lại. Bản thân những mâu thuẫn này cũng có rất nhiều dạng, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tư tưởng, lợi ích kinh tế và cũng là có thể mâu thuẫn nảy sinh từ nguồn gốc của chủ nghĩa dân tộc vô danh. Thứ hai, khi xu thế độc lập dân tộc được khẳng định, các dân tộc vừa tự khẳng định, vừa hòa nhập với thế giới toàn cầu hóa, làm ý chí mỗi dân tộc được củng cố mạnh mẽ hơn. Từ đó, những vấn đề dân tộc không được thực hiện và không được chấp thuận thỏa đáng, dễ gây bùng nổ. Thứ ba, vai trò của cộng đồng quốc tế trong việc dập tắt các lò lửa xung đột cũng có giới hạn. Rất nhiều nước, nhiều tổ chức, nhiều chính khách của thế giới, đặc biệt là Liên Hợp Quốc thích hợp hoạt động, nhưng hiệu quả không cao. Thứ tư, hầu như tất cả các xung đột sắc tộc đều chứa đựng các lợi ích của các nước trực tiếp tham gia và cả những nước đứng ngoài. Trong các cuộc xung đột, không ít những phần tử bên ngoài muốn đục nước béo cò để kiếm trác. Nhiều khi các lực lượng đế quốc núp danh việc thiện để làm điều ác. Thứ năm, chính chủ nghĩa đế quốc, những kẻ lái súng trong không ít trường hợp đã đổ thêm dầu vào lửa để bán được nhiều vũ khí. Những tên lái súng của thế giới hiện đại không bao giờ muốn một thế giới thanh bình. Ngoài miệng thì chúng rêu rao hòa bình nhưng thực chất bên trong lại suối bẩy tiếp tay hoặc tìm mọi cách gây bất ổn để có cớ kiếm trác. Cuối cùng, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã có tác động rất lớn đến các vấn đề dân tộc. Gần hai thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã, vấn đề dân tộc ở các nước thuộc Liên Xô trước đây bùng lên tại nhiều nơi. Điều này chứng tỏ rằng chính phủ chủ nghĩa xã hội đã giải quyết rất thành công vấn đề dân tộc, rằng dưới thể chế xã hội chủ nghĩa, nếu thực hiện đúng nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề dân tộc, thì các dân tộc, các bộ tộc, các tôn giáo, các màu da đều có thể trung hòa thuận bên nhau trong tòa nhà xã hội chủ nghĩa. Từ những nguyên nhân đó, xung đột hiện đang là vấn đề nhức nhối ở châu Phi, thu hút không ít sự quan tâm và lo ngại của bạn bè quốc tế. Chiến tranh xung đột ở châu lục này đã gây ra tình trạng an ninh bất ổn, khủng hoảng nhân đạo, dịch bệnh, đói nghèo. Trung tâm giám sát di cư nội địa AENC và Hội đồng di cư Na Uy NAC công bố các báo cáo cho biết, trong nửa đầu năm 2017, các cuộc xung đột bạo lực và thiên tai trên toàn châu Phi đã buộc khoảng 15.000 người phải rời bỏ nhà cửa mỗi ngày. Đằng sau con số chóng mặt này, chính cuộc sống bị đe dọa của những người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Những người này thường nhận được rất ít sự bảo vệ và hỗ trợ từ các chính phủ nước họ.
Trong khi đó, tại các nước nghèo và quản lý yếu kém, hầu hết những người sơ tán ở lục địa đen này phải sống trong điều kiện cực kỳ bấp bênh, thường phải đối mặt với nguy cơ tiếp tục bị di dời chỗ ở và thậm chí là rơi vào cảnh bần cùng. Bên cạnh đó, nền nông nghiệp châu Phi cũng gặp khủng hoảng nghiêm trọng và theo Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế, cuộc khủng hoảng này đã làm cho 200 triệu người dân châu Phi bị thiếu dinh dưỡng. Điều đặc biệt đáng chú ý là tại 15 trong số 27 nước châu Phi cần sự cứu trợ khẩn cấp. Nguyên nhân khủng hoảng lương thực là các vấn đề chính trị như nội chiến và người tị nạn. Còn tại 12 nước khác, nguyên nhân nghèo đói là do hạn hán gây ra. Như vậy, vấn đề rõ ràng là những năm tháng chiến tranh đảo chính và nội chiến ở châu Phi chính là nguyên nhân chủ yếu đã gây ra nạn đói tràn lan ở châu Phi. Nó còn tệ hại hơn cả các thảm họa thiên nhiên gây ra. Bởi vậy, nếu như Việt Nam tặng vũ khí cho châu Phi lúc này thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tay cho cuộc xung đột ngày càng mạnh mẽ hơn. Và cũng từ đó mà người dân châu Phi đã đói nghèo lại càng trở nên đói nghèo hơn. Như các bạn cũng biết đấy, nhân dân Việt Nam đã phải sống trong sự đói khổ của 1.000 năm Bắc thuộc, 80 năm dưới ách đô hộ tàn bạo của thực dân Pháp và cả 30 năm chiến tranh ác liệt trong ác mộng của siêu cường Mỹ. Việt Nam ta đã phần nào hiểu rõ sự khốn khổ của chiến tranh mang lại. Chúng ta luôn khao khát và yêu mến sự hòa bình, đồng thời căm ghét và lên án gay gắt những cuộc đấu tranh và xung đột vũ trang. Do đó, vì một châu Phi không có tiếng súng luôn là hy vọng mà Việt Nam dành cho các nước ở lục địa đen. Tiếp theo, chúng ta đều biết châu Phi được đánh giá là một lục địa giàu có bởi rất nhiều tài nguyên thiên nhiên. Dù các tài nguyên này cạn kiệt thì lục địa đen vẫn rất giàu có. Về đất canh tác và nguồn nhân lực, dù vậy thì châu Phi vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn để phát triển. Thay vì rút kinh nghiệm từ những bài học thành công hay thất bại, từ những mô hình phát triển được áp dụng trên thế giới, thì lục địa đen lại tiếp tục đưa ra những chính sách kém hiệu quả. Cụ thể, sau khi giành độc lập, hệ thống giáo dục tại phần lớn các nước châu Phi đều không phù hợp với sự thay đổi của xã hội. Ở châu lục này, giáo dục sơ cấp vẫn còn là một điều gì đó vô cùng xa xỉ đối với đại đa số người dân. Minh chứng là tại châu Phi có đến khoảng 61 triệu trẻ em đang trong độ tuổi đi học nhưng không được đến trường. Còn giáo dục đại học thì phần lớn chỉ tạo ra những người tốt nghiệp mà không có việc làm, không có khả năng hòa nhập vào cuộc sống xã hội. Ngay khi những người này rời khỏi giảng đường và trong bối cảnh như vậy, đào tạo nghề đáng lẽ là một việc cần phải làm được ưu tiên hàng đầu thì lại bị xem thường trong hệ thống giáo dục châu Phi. Đây chính là một trong những rào cản lớn nhất cho sự phát triển tại châu lục này. Sự ổn định lâu dài về mặt chính trị xã hội thường là một điều kiện quyết định cho sự phát triển phồn thịnh của đất nước hay châu lục. Tuy nhiên, có rất ít nước châu Phi có được sự ổn định này. Một trong những lý do khiến cho lục địa đen yếu kém về tổ chức xã hội là chính trị, đó là khó khăn thích ứng với những tôn chỉ của nền dân chủ. Dù có lên nắm quyền từ đảo chính, kế thừa quyền lực hay thông qua bầu cử dân chủ, thì lãnh đạo các nước châu Phi theo thời gian đều phải đối mặt với nạn tham nhũng, nạn mù chữ và những xung đột xã hội khác. Ngoài hệ thống giáo dục thì canh tác nông nghiệp ở châu Phi cũng là một vấn đề có nhiều hạn chế. Nhắc đến châu Phi, hầu hết người ta sẽ chỉ nghĩ ngay đến một vùng đất đai cằn cỗi, nắng nóng quanh năm và nông nghiệp kém phát triển. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân nơi đây thiếu thốn điều kiện sản xuất và kinh nghiệm trồng trọt. Họ trồng ngô là chủ yếu, tuy nhiên năng suất khá thấp. Lượng ngô sau thu hoạch chỉ đủ để ăn, dự trữ và dùng để đổi thuốc men, dầu ăn và một vài nhu yếu phẩm khác cần thiết. Hầu hết người dân châu Phi gần như không biết trồng các loại rau xanh, trong khi họ đầy đủ điều kiện về đất đai và khí hậu để canh tác. Bởi vậy mà thay vì tặng cho họ súng ống, bom đạn, thì Việt Nam lại mang đến cho họ những hy vọng to lớn về xóa đói giảm nghèo. Vào con đường đi đến những con chữ, hình ảnh một đất nước Việt Nam chủ động về an ninh lương thực và còn là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, là một mô hình mà nhiều nước châu Phi vốn rất nhiều tài nguyên đất canh tác luôn mong muốn được học tập. Từ một nước phải nhập gạo, hiện Việt Nam đang đứng ở vị trí top và có thể chiếm vị trí xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới trước năm 2015. Sự thay đổi này ảnh hưởng sâu sắc tới một số nước có nền nông nghiệp kém phát triển, đặc biệt là châu lục có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam như châu Phi. Châu Phi luôn đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, nhất là về nông nghiệp. Bạn bè châu Phi đã tìm thấy ở Việt Nam một người bạn, một đối tác tin cậy và chân thành. Với Việt Nam, mặc dù chưa có những điều kiện kinh tế tài chính làm đòn bẩy cho hợp tác với châu Phi, thế nhưng Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ với các bạn châu Phi kinh nghiệm trong công tác xóa đói giảm nghèo thông qua tất cả những hình thức hợp tác trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp.
Cụ thể, chính phủ Việt Nam đã thông qua một loạt biện pháp nhằm tạo điều kiện cho việc nghiên cứu hỗ trợ phát triển nông thôn tại châu Phi như giới thiệu các giống cây trồng và vật nuôi mới, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ tái trồng rừng, bảo vệ môi trường, hoạt động với mục đích an ninh lương thực cũng như giảm nhẹ tác động của thiên tai. Các chuyên gia Việt Nam cũng không ngại vượt khó để giúp nông dân châu Phi xây dựng các mô hình chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực thủy lợi, chăn nuôi trồng trọt, nuôi ong thủy sản, chế biến nông sản, cơ khí nhỏ và biên soạn tài liệu khoa học đào tạo. Các mô hình sản xuất nông nghiệp như thâm canh cây lúa, mở rộng nuôi tôm, nuôi lợn cũng như áp dụng công nghệ chế biến, đặc biệt là mô hình sản xuất lúa gạo đã được các chuyên gia Việt Nam thí điểm ở Senegal đem lại hiệu quả cao, giúp nông sản nơi đây gia tăng giá trị các loại rau quả. Các bạn thân mến, trên đây là những lý giải cho việc tại sao Việt Nam không tặng vũ khí cho các lục địa đen. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về hành động của Việt Nam đối với các lục địa châu Phi nhỉ? Hãy cho tin mới biết ý kiến của mình bằng cách comment ở phía dưới nhé. Cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.